anh Tân, năm nay mình 20 tuổi, mình ở Đắk Lắk. Sở thích của mình thì thích mày mò tìm tòi thôi. Cái gì còn mới thì mình cứ gì bung ra phá ra thôi, rồi ráp lại. Mình từ nhỏ mình là đam mê ngành bên ô tô á. Vì đam mê nghề nên mình dự định đi Mỹ, trường Howard Community College. Trường đó thì nó cũng cao đẳng cộng đồng thôi. Ra đời vào năm 1965, cũng lớn và cũng phát triển. Mình chọn Mỹ vì cái niềm đam mê của mình là nâng cao cái tay nghề của mình hiện tại mình đang học thôi. Tại vì bên Mỹ nhiều lại nhiều hãng xe lắm. Theo mình tìm hiểu thì Mỹ là những nước phát triển về nền xe, nhiều loại xe nổi tiếng. Giáo dục ở Mỹ chắc sẽ tốt hơn, sẽ khác, rất khác nhiều ở bên Việt Nam thôi. Khi mà mình cầm được tấm bằng ở bên Mỹ thì chắc mình sẽ về, sẽ làm được nhiều thứ hay. Một năm đầu mình học tiếng Anh để mình cải thiện vốn tiếng Anh của mình thôi. Còn 4 năm sau mình sẽ chuyên sâu vào chuyên nghề của mình để nâng cao tay nghề của mình. Sau 5 năm sẽ trở về Việt Nam và mở một ca showroom. Qua Mỹ mình sẽ sống bang Columbia, Maryland. Thì khí hậu nó cũng một mùa nắng một mùa lạnh thôi. Khi mình cầm được cái visa trên tay thì người đầu tiên mình nghĩ nhất tới nhất là mẹ của mình, xong tới ba của mình, xong tới gia đình của mình thôi. Tại vì sáng sớm đi phỏng vấn là anh chị bố mẹ cứ gọi ở nhà kêu là cố gắng nha con, cầm ra là muốn hét lên thật to để kêu là mẹ ơi con đậu rồi. Khi mình quyết định đi du học thì em họ mình là người em họ của mình giới thiệu cho mình bên Tân Đại Dương, vì em ấy làm bên Tân Đại Dương được cấp visa, rồi mình cũng thử một lần cho biết thôi. Tại vì bên Tân Đại Dương mình, theo thì mình tìm hiểu thì bên Tân Đại Dương làm giấy tờ tốt lắm, thì mình theo đó mình làm thôi. Khi đến đây thì mình liên hệ với chị Thúy, người hướng dẫn cho mình từ hồ sơ cho tới tiếng Anh và là nhiều thứ lắm. Bày tự tin, rồi bày cho cách ăn mặc, bày cho cách nói chuyện. Sau khi lấy được D20, anh Khôi có tư vấn cho mình rất nhiều về nền khoa học và nền kinh tế bên nước Mỹ, về thời tiết nữa. Anh chỉ dẫn mình rất là tận tình luôn á. Trước ngày đi phỏng vấn thì anh bảo anh có thể có tổng kết cho mình nhiều kiến thức lắm. Anh bảo anh có nói cho mình là thì hãy tự tin lên. Nếu ai mà đi du học á, thì mình khuyên làm Tân Đại Dương. Vì hồi xưa Tân Đại Dương làm rất kỹ, với lại chăm sóc cho khách thì rất là tốt. Nhân đây thì mình có thể cảm ơn những anh chị ở trong Tân Đại Dương. Chúc mấy anh chị sức khỏe dồi dào thôi. Thì làm được nhiều khách hơn thôi, được nhiều người yêu mình.